Chào. Lô, chào bạn nha. Nay cùng mình đi xem chém người dân tộc Mông ở miền núi này họ chế quay như thế nào nha. Thời điểm này là thời điểm mùa đông, là giáp Tết rồi. Và những đứa trẻ miền núi sau cái buổi học buổi chiều ấy, xem họ chơi như thế nào nha. Chế quay. Ai cũng có một tuổi thơ dữ dội. Như trò này thì ngày xưa tôi không có. Tôi chỉ chơi bi, chơi khăng. Còn miền núi là có trò này. Chơi quay. Đánh quay. Xem chừng cũng khá nguy hiểm. Nhưng muốn quay bay vào đầu ấy. Nhưng chúng nó quen rồi. Này. Bùm. Nó chơi quay ấy. Nó tiếng Mông tôi chẳng yên nghe gì. Một người quay xuống, một người quay to ấy, một người đập, chưa đủ. Một người quay, một người đập. Nên là thay nhau quay, thay nhau đập đấy. Bùm. Đấy, đây là quay nhá. Bạn đập. Nó chơi rất vui vẻ. Con này to quá. Không chơi à? Mấy em đây không chơi à? Mệt rồi hả? Đấy. Bùm. Quay này. Đập. Đập phát xem ai quay rơi trước là người ấy thua. Ừ. Nhìn chúng nó chơi rất thoải mái các bạn nhé. Tuổi thơ. Cái này được là một cái nghiến đấy, cái con quay này ấy.
Cái này bay vào đầu đi có mà chảy máu. Một bãi bằng. Đây là nơi bọn này sẽ chơi hội trong dịp Tết rồi đấy. Chơi quay, nhảy dây, chơi bi. Đây là trẻ em ở miền núi. Quay quanh quảnh tí nhỉ. Đấy, các bạn đây đấy. Bên kia là rừng, rừng trúc, rừng bầu, rừng bầu. Bên kia là một rừng cỏ voi. Tất nhiên là của đồng bào nơi đây trồng chăn bò rồi. Còn phía trên xa là núi cao rồi. Núi cao này, núi cao, núi cao. Núi cao, núi cao. Miền núi quê ta ơi. Đấy không? Đông thế nhỉ, cái này các mối nhà đều hả mấy đứa con ấy. Này, trời đông lắm. Xem các bạn xem, xung quanh nhà chẳng có nhà đâu. Thế là đến nóc nhà là một nóc này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xung quanh đấy chắc là hơn 10 nóc nhà đây mà. Nhưng lũ này đông đấy. Để mà tôi tên 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tên. 16 tên. Ở đây tôi nhìn thấy chắc các em lớn nhất học lớp 3, lớp 6. Còn lại chắc chắn là học cấp 1 thôi. Học sinh cấp 1. Ây dồi. Thi nào, cái này chơi thi nào. Một người quay xuống xong là một người đập thắng. Ai quay lâu hơn thì thắng á. Hả em định đánh như nào? Hay đập cho vụt cho sướng tay thôi. Hả chơi nào định vụt cho sướng tay thôi á. Hả một người quay xuống xong một người quay đập cho vụt cho sướng tay thôi à. Rồi quay ra nào, đập đi. Quay quay, vụt cho sướng tay, vụt cho sướng tay. Chị em đồng bào Mông chơi quay, vụt cho sướng tay này. Tránh ra, tránh ra. Ấy da, vào đầu đấy. Có ai bị vào đầu bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Nhìn thấy sợ lắm, cái cục nghiến này bay vào đầu là chảy máu đấy. Đây này, xem nó vụt này. Nó chẳng sợ vào đầu hết. Này. Nguy hiểm quá, nó bay vào mắt đi thì thôi rồi. Ùm ơi. Ùm ơi. Ui ui. Ui ui ui. Ui ui. Ui ui. Ui. Chơi nó vụt cho sướng tay thôi. Nào quay đi. Nguy hiểm thật đấy.
Nhìn đây. Chơi ít nhất đây con đứa này. Các em nhỏ này đây đã chắc chắn là có từng người đã bị bay vào đầu rồi. Quay đây này, đây vụt như thế này, quay nó vụt như này, đứng lộn xộn như này. Từng rồi. Tạm biệt các em nhỏ miền núi đây nhỉ. Chúng ta tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại nhá, các em chơi vui nhá. Trẻ em miền núi đồng bào chơi quay nhá. Sắp Tết rồi, chúc em vui vẻ. Đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá các bạn nhá.